Chào mọi người, thì hôm nay em lên thêm cây Ray-Ban Club. Cây này là gọng nâu anh chị ha, chứ không phải phân đồi mồi. Cây này gọng nâu, hàng dùng rồi anh chị ha, còn tương đối là đẹp. Cây này thì cả nam cả nữ đều đeo, rất là dễ đeo anh chị ha. Cây này hàng của Italy. Anh chị nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo nhé, 090 22 77 552. Em cảm ơn.